Một cô chó tuyên thệ nhậm chức tại văn phòng công tố. Kính thưa quý vị, một cô chó 2 tuổi tuyên thệ nhậm chức tại văn phòng công tố bang Illinois với nhiệm vụ hỗ trợ trẻ em bị tấn công tình dục. Và trong buổi lễ văn phòng công tố hạt cục, tiểu bang Illinois hôm 29 tháng 10 vừa qua, Hardy đặt bằng chân phải lên cuốn sách luật. Đây là một con chó trị liệu đầu tiên tham gia làm việc tại phòng công tố này. Đến với công việc này, bằng lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu những gì nạn nhân đã trải qua để giúp đảm bảo hệ thống được công bằng và dành cho tất cả mọi người. Công tố viên Kim Force cho hay, Hardy được đào tạo để mang đến sự an ủi và thư giãn cho nạn nhân trong lúc họ tới tòa án hoặc cung cấp lời khai. Hardy là một cô chó được huấn luyện tại nhóm Duo, nơi chuyên cung cấp chó hỗ trợ tổ chức huấn luyện có trụ sở tại bang Missouri. Sau khi làm việc tại phòng công tố hạt khu, Hardy được dự kiến trợ giúp từ 150 tới 200 trường hợp mỗi năm.